Hello, come back về chúng ta sẽ bắt đầu với Josh Snake. Cái con tím tím này. Bây giờ sẽ là cho Tommy the Tsunami. Oh, my God.
Chuyển màn khác luôn à. Rồi và bây giờ sẽ là shop lên with Tombi 3 thì chúng ta sẽ chơi trò Roblox. Rồi chúng ta đã làm gì nào. Ồ, đi đâu vậy? Oh my god. Thank you.
lại có cái con toilet màu đỏ này nhỉ? Rồi còn có cái đuôi nữa chứ. Tiếp tục sẽ là Charles Tickle Legacy. Wow. Ồ, không chọn được. Rồi, ngoại trừ một con nữa. Trời ơi, sao mà cái này nó không làm gì nhỉ? Thank you.
Trời, cái màn này kinh khủng vậy. Trời, mãi không đá, không phá được cái cảnh đá kia luôn á. Đây rồi. Trời ơi, sai lầm đó là. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cho My Talking Tom Friend. Cây vừa trồng đã thu hoạch rồi này. Thank you.
Chúng ta sẽ chuyển sang trò My Talking Tom Frog. Sang cho Blaine Gritombi. Oh, đây là con cá sấu à? The zombies are coming. Nó bơi được ở nước luôn nè. Ghê chưa? Số này ngầu thế nhỉ. Oh.
cho bỏ mặt à. Player one, choose. Bullseye. Jim. Fatality. Player one, choose. Shot. Bullseye.
Finish him. KO. Epic win. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi cho Superhero Play. Trời ơi, thua chăng? Thôi mình sẽ thử lại màn này nha.
Rồi, và tiếp tục sẽ là chờ 4 năm sau Survival. Chúng ta sẽ chuyển sang cho Roller Bone Sick. Thank you.
Rồi, tiếp tục là trò Slapstick Fight. Oh my god, không có tiền luôn. Căng thẳng. Ôi, cái con này khó điều khiển gì đâu ấy.
tự nhìn chân tay loằng ngoằng thế này nhỉ. Thôi mình sẽ chuyển sang trò Subway Surfer. Rồi, nghe câu. Ôi, chết rồi. Thôi, chúng ta sẽ chuyển sang trò Help Me. Rồi, sẽ là trò Help Me Puzzle. Trời ơi, giúp con gà nó để trứng. Mắc vào đây rồi, ra kiểu gì ta? Oh my god, oh my god. Trời ơi, để thay con gà. Ouch. Sao lại có con ế được nhỉ? Con ấu trùng ở đâu ghê vậy? Trời ơi. Ồ, cái này là mụn trứng cá à? Con này là con gì vậy? Ủa con gì đây? Sao mà khó lôi vậy nhỉ? Wow, trời ơi, một con chuột nó chui vào mồm à? Oh no! Trời ơi, điện thoại rơi xuống à? Rồi, và bây giờ thì sẽ là trò Skin BD. Ah!
Trời ơi, bữa nay đang nhanh vậy mà. Rồi, tiếp tục thì sẽ là Squid Game 4.